Dâu dâu dâu, bà con sâu, chào mừng năm, chào anh em đã quay trở lại cùng với YouTuber Double Gaming trong tựa game Meta Slum của VNG. Và chúng ta đang ở trong một ngày mới. Đấy, thằng Hinat nó đứng đây rồi, nó có chữ vô địch ngầu anh em. Anh em biết làm nào để có cái chữ vô địch không anh em? Là như là mùa trước là vô địch mùa giải anh em nhé, đúng không? Mùa trước là gì nhỉ? Top 1 ở trong cái đấu trường ấy, đúng không? Đấu trường ấy thì nó sẽ có. Nào để xem đây chúng ta có gì đây. Vừa đải 17.1 đấy anh em ơi. Vừa vào cái tôi nhìn thấy vừa đải 17.1 rồi. Một tiếng nó mới cho mở một lần. À đâu, gì mà một ngày nó mới cho mở một lần thì không có lý do để chúng ta không tranh thủ vào luôn, đúng không anh em? Tranh thủ phải vào luôn nhá. Mà anh em làm ly cà phê mặt cười nhá. I love you nhá. À 17.1 đây anh em ơi. Ra đấy có một ô nhỏ bên kia nhỉ. Mười bảy chấm một đây anh em nhé. Ô nhảy sang bên đấy à? Lúc vừa chửi đâu ấy nhỉ? Mấy cái này nổ nổ ở trong trong ấy đây nha. Mấy cái nổ nổ ở trong ấy đây mà. Mấy cái nổ 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 đây mà anh nha. Ai à, phun lửa kìa. Lửa phun trào kìa, nhảy con lửa luôn anh em, nghệ sĩ nhảy con lửa luôn chứ. Mình là nghệ sĩ mà đúng không? Cứu cụ đây. Đúng lắm mới có cảm giác cứu cụ đây anh em. À con boss ở đây à. Đây con boss thôi nha. Chưa có gì anh em đấy. Xong rồi. Đã xong ải 17.1 đúng không? Ải nó ra nhỏ giọt rất khó chịu nha anh em ơi. Rất khó chịu với ải nhỏ giọt như thế này. Lại bắt đối thoại xong rồi lại dừng thêm một ngày nữa thì hết hơi nhỉ. Nào. Cốt truyện nói lời xin lỗi với cả Nefe nha. Ok nha, I am sorry. I am sorry. Ồ, oh, đây nó vẫn cho vừa đải này anh em, mày quá. Đúng không? Mày quá vẫn cho vừa đải. I am sorry. I am sorry. Thú nhân tạo à? Thú nhân tạo anh em. Thú nhân tạo. I am sorry. Đua xe, đua xe. Ờ có chim mình đâu nhỉ? Đây có chim gì. Sorry, I am sorry. Ai à, ai nó đi kiểu gì vậy ta? À đây, mẹ đang bảo ai nó đi kiểu gì ấy. Không phải vậy, cháu đi cứu cụ đây. Cứu cụ đây. I am sorry. I am sorry. Đây, cụ thích vẫy à? Vẫy cứu ngay chứ. Rơi xuống đây. Ê! Rơi xuống không liệt thế. I am sorry. I am sorry. I am sorry.
Cái phun nổ này, cái phun nổ là con chim này, chim nó mới cuồng bạo này anh em nhá. Chơi cú kích anh em phải biết lúc nào nó phun nổ ấy, đúng không? Cái thanh đỏ này nó đang phun nổ anh em. Ê! Nhìn biết là hẹo anh em. Tàu nó chưa đến. Tàu em ra khơi. Ê, khơi. Ê, mắt. Ấy à, tí nữa thì nhảy ra đấy. Tí nữa thì nhảy ra đấy. Tàu em ra khơi khi chân mây ửng hồng. Tàu em ra khơi có ngày chim mưa nắng ơ hò trên nẻo đường. Xong nó cho đi tiếp hay không? 10 mảnh sapphire anh em, hy vọng nó cho đi tiếp để nhận một cổ hoàng quốc đây anh em ơi. Xong 17.2 anh em nhé. Ồ, vậy là hôm nay lên được level 88 đấy anh em. Đúng không? Hôm nay lên được level 88 đấy. Ngài Marco anh cú kích đã đến. À, vậy nó cốt truyện nó mở theo đúng cốt truyện nên vào đại 17.3. Đi đè, đi đè, đi đè, đi đè, đi đè. Ui ôi, tận một ngày 21 giờ sau à, vãi chày ạ. Vậy là hai ngày mẹ mới đi, còn một ngày 21 giờ sau nữa. Bó tay thật sự anh em. Một ngày 21 giờ khác gì một ngày 24 giờ thành hai ngày đi nhá. Khó chịu thật sự luôn này. Khó chịu thật sự đấy anh em ạ. Chiến dịch tiểu đội vực sâu nào. Có 11 mình đi 12 rồi mà. Mình có đi 11 nữa đâu nha. Mình đi 12 rồi. Biển em ra khơi qua mụn này thì hơi kinh. Mấy ông này chơi gì 12 à? Mấy ông phát xít C này ông đi tận 13 rồi cơ mẹ. Ảo vãi. Mấy ông đi đến đài 13 rồi anh em ạ. Nhanh thật. Mấy ông đi nải 13 rồi cơ. Mấy ông đã đi nải 13 rồi cơ anh em. Rất nhanh. Ai à, lần đầu tiên mình nhìn thấy bộ ba gì nhỉ? Scarlet, Chable và gì nhỉ? Mình được nhìn thấy bộ ba Scarlet này, Chable và Lina lại cầm đúng ba súng phù hợp với ba nhân vật nữa. Đó là Howler này, 6 nòng. Sky Ripper và Isla Siu nha anh em nhá. À Terra Siu vâng ạ. Lần đầu tiên mình được nhìn thấy luôn anh em. Lần đầu tiên mình được nhìn thấy luôn đấy. Lần đầu tiên mình được nhìn thấy đấy, anh em ạ. Lần đầu tiên mình được nhìn thấy đấy. Lấy rồi anh em ạ. Lâu lắm rồi mình mới được nhìn thấy nha anh em nhá. Đúng là lâu lắm rồi bộ ba này mới đi với nhau ấy. Lâu lắm rồi, thật sự rất lâu rồi mình mới thấy được bộ ba nhân vật cam mà đi với nhau, đúng không anh em? Rất lâu rồi bộ ba nhân vật cam này mới có cơ hội để đi cùng nhau anh em. Rất lâu rồi mình mới thấy bộ ba này có cơ hội đi cùng nhau anh em. Rất lâu rồi mới có cơ hội bộ ba này đi cùng nhau đây. Nhỉ. Lâu lắm rồi mới có bộ ba này đi cùng nhau đây nha. Lô mã con mì lù nó xuống à. Im miệng mày lại. Sắp đấm cho mày một phát bây giờ. Mày thấy tao đang đi ải à?
Đó. Cờ hó mình đang sủa 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 người lạ nhỉ, chắc khách nào. Im miệng. Ồ quên, nó không hồi cho ông anh ba sấy hết sạch máu. Ở biết đâu lại hoàn thành cái nhiệm vụ gì nhở, hồi ở dưới đâu đồng đội dưới 20% đấy. Milu đấy đây nào, tao sắp bắt mày đến nơi ấy. Mày có im miệng không? À hello. À nó hút ạ. Nó hút ạ. Chết rồi ạ. Nó hút khó chịu thế. Nó hút vào nhà khó chịu vãi. Nào, ô con kia. Bảo được mày không? Nghệ thuật né châu thật. Ôi ôi, nó hút được phát vào kìa. Vãi thật. Mẹ không, mình không nghĩ nó hút vào kinh như vậy nhá. Hút phát mẹ chết tất luôn. Mẹ nó hút một phát, anh em hẹo luôn. Ảo thật. Nó hút một phát đấy. Anh em hẹo không hiểu kiểu gì. Không kịp lại phản ứng luôn anh em. Ô, đừng có lỗi 4 nữa. Tạm ổn. Anh em biết tại sao mình lấy lõi 4 cho bút không? Mấy cái lõi này nữa anh em không mở dương ra được. Nên là mình ưu tiên mấy cái lõi bút 4 này anh em nhé. Mấy cái lõi này không mở dương ra được. Mấy cái lõi 4 nó không mở được anh em. Chứ vào nó đã thắt đội nhiều. Chưa vào nó đã thoát đội. Ông thành giảng đâu rồi? Nó có đi đâu? Ai chả được đúng không? Hôm nay thì đã phải ngày quyết định thôi nha. Ông kia đã 4.600 rồi. Vãi thật. Ông kia đã 4.600 rồi. Nhanh thật, mấy ông lại lên điểm vực sâu mẹ như hack map ấy. Đáng sợ thật. Full lõi 4, chỉ full được level 40 mà mấy ông ấy 4.600 rồi. Đang sợ quá. Mấy ông này ảo ma Canada thật. Mấy ông 4.800 mà đi được ải 13 cơ. Mấy ông ấy không hiểu điểm ở đâu ra nhỉ. Mình nhiều khi mình thắc mắc không hiểu mấy ông ấy điểm đâu ra nhiều thế nhỉ. Gần chết luôn. Ai chẳng muốn giúp nhưng bot nó khó đi. Bot nó khó à. Mẹ cái kìa thả đau thật. Bot nó khó biết làm nào anh ạ.
hồi máu không kịp. Tính thuẫn nữa, nó chả đau. Mẹ nó tính toán quả bỏ mẹ như lại thả xuống đấy. Ấy ấy, mẹ nó thả xuống thì giả thối đấy nha. Mát mẹ chơi mẹ. Chơi thả xuống nữa. Mẹ tí con này nó hút vào kiểu gì lại có thêm một hai ông bỏ mạng nằm xuống đấy. Mà đứng rõ xa thì vẫn bị nó hút vào nhá. Thằng này là mình liên tưởng đến quả hút bởi phốt vách lọ. Anh em nhớ quả hút bể phốt mà sinh viên hay dùng mà mua mấy chục nghìn để hút bể phốt, thông tắc bể phốt không? Ôi này, đằng sau nó sẽ an toàn anh ạ. Ôi dồi ôi. Mình nên nó hút vào đây. Sau mày cho an toàn. Thằng hút bể phốt này. Má nó hút 7 phút vào rồi. Mẹ. Chịu rồi. Nó hút, những cái pha nó hút thì mẹ nó ngải cứu anh em ạ. Cái pha đấy hút thì thật sự là ngải cứu. Không chống được, nó hút xong lại còn xoáy. Hút vào không né được, lại còn dính xoáy vào. Phát nào dính 4 mạng. Đúng không? Thời gian thì ok nhưng mà kiểu gì mẹ mất 4 mạng. Rồi mất 1 dương. Trận nào mất 1 dương là được nhưng không nick lại được ấy kia nhỉ anh em nhỉ. Không bù lại bình thường mấy hôm trước anh em mất 1 dương hay bù lại được một cái dương kim cương, à một cái dương sapphire. Nhưng hôm nay thì không có. Đấy, hôm nay thì lại không có. Rồi ok đây anh em. Ok đây anh em ơi, đi 2 trận đã. Đi 2 trận đấy anh em nhá. Xong rồi ra làm nhiệm vụ ấy. Nó vào hết ải 13 rồi. Anh em vào hết ải 13 nơi. Đây cái này mình không nâng được anh em nhé. Đây này. Sở hữu vũ khí huyền thoại 3 sao. Vâng ạ. Khẩu 3 sao mắc trinh găn nữa. Đáng sợ thật. Lấy đâu ra 3 sao mắc trinh găn để nâng cái bậc cuối này bây giờ anh em. Khó. Lại phải nâng cái này thôi. Để vực sâu lên. Đó. 4.300 rồi. 4.300 kịp không nhỉ? 4.300 kịp không anh em nhỉ? Cũng không biết nữa, 4.300 kịp không anh em. Hoạt động. Chúng ta có thi đua trái thức tỉnh. Mình sắp thức tỉnh được khẩu súng này sao? Thấy anh em thức tỉnh được rồi mình vẫn chưa nhỉ? Đây mình vẫn thiếu một cái này. Mình vẫn thiếu một cái nữa thì cái này đi tham gia với cung vượt. Mỗi ngày vượt lễ hội game thùng này. Ra đây vượt quả lễ hội game thùng xong rồi thức tỉnh khẩu đấy lên anh em nhé. Không tỉnh được khẩu 6 nòng nhưng 6 nòng fake nha. Cũng là thức tỉnh nhưng mà cũng là thức tỉnh đấy. Cũng là thức tỉnh đấy anh em ạ. Đây thấy anh em lại thức tỉnh nhanh lắm. Chả nhẽ tôi không thức tỉnh được ạ. Thi đua thức tỉnh à. Rồi ra đổi thức tỉnh khẩu này lên anh em nhá. Rồi thức tỉnh khẩu này lên rồi đấy. Súng đâu? Súng vũ khí à. Rồi đây anh em, khẩu Destroy gạt tinh. Ui mẹ khẩu này 5 sao anh em nhá. Thức tỉnh lên à, anh em nhìn chỉ số này, lên được 6% này. Tấn công lên 430, HP thêm được 200 nữa. Thức tỉnh nó sẽ có cái gì nha. Mỗi 15 giây một lần, vũ khí bắn tăng 20% sát thương và duy trì trong 4 giây anh em nhá. Đấy nó chỉ có đúng một cái dòng đấy thôi. Rất xì đà anh em nhá. Nó không có cái dòng gì khác. Đây chúng ta chỉ nói mỗi cái dòng càng đấu càng hăng này thôi, thức tỉnh lên. Sợ. Hóa sơn màu này nó khẩu thảm họa hóa học anh em ạ, không phải thức tỉnh cái gì nhở, thợ săn bóng đêm.
Đây nhờ nhờ thảo mộ hóa học ấy dạ ấy dạ phạch 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 nhìn nó cùi nhờ so với khẩu sáu nòng nhìn nó cùi thật sự nhờ bạn đúng không so với sổ khẩu nòng nhìn nó cùi thật sự đây nhờ thảo mộ hóa học à cầm thử cái thảo mộ hóa học đi vui ải một tí đấy em nhá đây đổi cho Lina nè nào đổi khẩu thảo mộ hóa học này bạn nè rồi sa quan trả anh em thử cầm lên nhá sa à đi thức tỉnh một tí nào đi đánh cái gì nhỉ nó có liên quan đến cái gì để thức tỉnh đi đánh cái đấy không nhỉ đi đánh mê cung đi đánh mê cung anh em nào tỉnh thảo họa hóa học lên em nhá cũng là sáu nòng nhưng sáu nòng sáu nòng nhìn màu nó hơi xấu màu nó phải tím 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 có con rơi cơ đúng không thức tỉnh sáu nòng này sáu nòng màu xanh này đây nhá thức tỉnh sáu nòng màu xanh ấy à cũng được đấy đừng đùa hơi si đa tí không sao cũng là thức tỉnh mà vẫn là thức tỉnh thôi anh em nào ai à, đã hơi ít thế nào nhỉ mẹ nhá tí hẹo mẹ em ơi cũng là thức tỉnh sao nó lạ thế nhỉ cũng là thức tỉnh đấy tội là hơi sida tí nhờ nào em cũng gọi cá nóc như ai dạ đùa đùa Sai lướt lướt đi trên con sóng kinh thật nhà đạn nhà khói ạ mắc à mãi nó mới lên được nhanh thế đừng mà đùa cũng là thức tỉnh thức tỉnh cũng là thức tỉnh sáu lòng đấy đúng không sáu lòng nó lại hơi hơi fake một tí kìa đúng không cũng là thức tỉnh sáu lòng đấy nhá sáu lòng nó hơi phép một tí đúng không anh sáu nòng nó hơi phép một tí ui cái này mình cứ thấy level nào thấp thì mình nâng nâng nó lên anh em nhé nâng lên tròn trăm tất nó vẫn cộng chiến hết nhưng mà năm trăm lực chiến của mình nó sẽ rơi khoảng 550 nào thôi cầm về khẩu kia đi anh em ơi sáu nòng bốn sao vậy chứ không được năm sao nhỉ sáu nòng bốn sao chứ không được năm sao nhỉ lõi nào đây lõi chưa mắc rồi nhỉ mình mới lõi mắc được một bộ này 43 này tấn công bảo thương cận chiến thường tăng sát thương 4.5% kia 5.5% 57 à thử xem cái này nhiều hơn không ui cái này lỗ hơn anh ạ cái này điểm dự thường có 57 ở đây cái 105 này cơ mà tự nhiên là nghĩ nào đấy đúng không tự nhiên là nghĩ lại thay kia vào không biết đây nha
hai cái lõi này chưa có cái lõi 4 nào để thay đây nha. Tối ưu cho hết lõi 4 vào đây nha. Không có đủ lõi 4 để cho vào kích hoạt hết lõi 4 này nha. Mình không cần, hiện tại thì vẫn chưa cần đấy đâu nha. Rồi, ok đây, clip này có lẽ mình sẽ tạm dừng lại đây thôi nha. Đúng không? Vừa đại chương 17 và thức tỉnh được mẹ mình quả 6 năm fake nha. Thức tỉnh quả 6 năm fake thì cũng ra gì đã phải đấy. Hẹn gặp lại anh em ở clip tiếp theo nha. See you again và bye bye.